mới để cái ghế cắm này vào cửa. Ở phía mới chỗ nào? Cắm cửa sổ được không? Ờ, cửa sổ. Xã hội chủ nghĩa Việt Nam lập tự do hạnh phúc Hải Phòng ngày 9 tháng 12 2016 nhằm ngày 11 tháng 1 2016 âm lịch. Tổ công Đông Phương Đông Phủ Tây Mạch Tao Phủ Thần Quân Ngũ Phương Ngũ Đế Thổ Địa Linh Thần. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 2016 nhằm ngày 11 tháng 1 2016 tại số nhà 1 ngách ngõ 35 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, Ngô Quyền có ngôi nhà mới được sửa sang lại. Gia chủ Vũ Đình Cường 65 tuổi, thí chủ Trần Tất, Trịnh Thị Tâm, Phạm Văn Đắc, Phạm Văn Giáp cùng toàn thể bà con nhân dân khu Ba Bến, Ba Xế, Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành việc chỉnh sửa căn nhà sinh hoạt tập thể nhân dân. Nay bà con đã chuẩn bị hoàn tất mâm lễ vật gồm có tiền vàng, hoa trái, rầu rượu. Lễ vật đã được chuẩn bị đủ, thỉnh cầu thổ công thổ địa linh thần chứng giám cho gia chủ và tín chủ nói trên thực hiện hai điều sau đây: một, làm lễ cảm ơn cầu khẩn thổ địa linh thần phù hộ cho tín chủ và gia chủ cùng bà con được mạnh khỏe, êm ấm, đoàn kết, thương yêu nhau. Hai, chúng tôi đã hoàn tất việc tu sửa, sửa sang tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay. Làm lễ xin mời ngài Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại Nghệ An về nơi hội trường là nơi các đồng chí đại viên của người cùng nhân dân hàng ngày hàng giờ đi theo người. Hôm nay đặt được người lên và mọi người nhận lấy bức tượng của người để an toàn tại đây phục vụ cho gia chủ, cho tín chủ, cho bà con lối xóm mạnh khỏe, đoàn kết, xây dựng một khu văn hóa theo đúng nguyện ước của người. Lễ vật nhỏ mọn, mong người nhất tội, nhất xá, vạn tội, vạn xá, phù hộ cho con cháu của người cũng như bà con lối xóm. Xin đa tạ ngài Nam Mô A Di Đà Phật Thần Ba. Thank you.
thấy Bác Hồ xúc động quá. Hả? Xúc động theo. Khấn bái nó phải thế. Không, nhưng mà vẫn khấn hô thần nhập tượng Bác. Ừ. Khấn thì đọc nhiệm là thọ nguyện. Mình nội dung làm gì phải nói nó rõ như là đấy, để cho tời nhất chính giám của mình. Cái có hai việc mà mình cảm ơn họ có họ để ở đây phù hộ cho mình làm việc từ đầu đến cuối được suôn sẻ, an toàn và con người là được đạt vật chất. Và thứ hai